Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Chào mừng tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Phạm Thọ. Thì hôm nay quay trở lại với khu đô thị Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em Thọ đang có một cái lô góc cực kỳ đẹp nằm kế bên một cái tiểu công viên rất là lớn và diện tích của nó cũng lớn nữa anh chị ạ. Để cho anh chị khách hàng nào có thể nghiên cứu mua lô đất này để về mình xây một căn biệt thự vườn đều cực kỳ đẹp nha quý cô chú anh chị. Thì vị trí đất thì được em Thọ đánh dấu bằng mũi tên màu vàng ở trên màn hình nha quý cô chú anh chị. Lô này cực kỳ đẹp, kế bên công viên cô chú anh chị này. Vị trí này lại được xây dựng tự do nữa, mà diện tích của nó thì đủ lớn để cho nhà mình xây một căn biệt thự vườn, một căn biệt thự mini đều cực kỳ đẹp trong một cái đại đô thị đẹp bậc nhất của tỉnh Bình Phước nha quý cô chú anh chị. Lô này thì thuộc bờ lốc C6 trong khu đô thị Cát Tường Phú Hưng nha quý cô chú anh chị. Và lô đất này thì có diện tích bề ngang 8m57, chiều sâu 17,5m, tổng diện tích gần 150m2. Đấy, và hiện tại lô đất này thì nó nằm ở hướng nam nha quý cô chú anh chị, kế bên là một cái công viên có diện tích khoảng 3.000m2. Vị trí này buổi sáng buổi tối mình có thể ra đây mình tập thể dục, hoặc là những ngày cuối tuần nhà mình có thể tổ chức những buổi tiệc buổi tối ở đây thì cực kỳ ok luôn nha quý cô chú anh chị. Vị trí cực kỳ đẹp và số lượng nền mà vị trí đắc địa như vậy trong khu đô thị Cát Tường Phú Hưng nha quý cô chú anh chị thì nó không quá 8 lô đâu nha quý cô chú anh chị. Đấy, toàn bộ trong cả khu đô thị Cát Tường là không có quá 8 lô góc diện tích ngang 8m57, chiều sâu 17,5m và kế công viên như vậy đâu. Và lô này thì hiện tại cô chú chủ đất đang gửi em Thọ bán với mức giá là 2 tỷ 100 triệu nha quý cô chú anh chị. Lô này 2 tỷ 100 triệu thì em Thọ tính ra mức giá chỉ có 14 triệu một mét vuông cho một cái lô góc vị trí đẹp như vậy. Thì về lâu về dài nếu cô chú anh chị nhìn vào những cái đại đô thị lớn ở khu vực Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn thì đối với những cái vị trí mà lô góc như vậy cô chú anh chị này, khi dân cư ở đông lên ấy, thì những cái giá trị của những cái lô góc này nó thể hiện cực kỳ lớn hơn nha quý cô chú anh chị. Cái không gian một bên hông nó cực kỳ thoáng rồi, nhà mình ở cực kỳ đẹp, rất là thoải mái luôn, không có vướng bận gì hết. Mình có chỗ để xe hơi rộng rãi, có chỗ để có thể tổ chức những buổi tiệc chiều, tiệc tối cô chú anh chị này. Đấy, cực kỳ đẹp. Và nếu nhà mà vợ chồng trẻ mà ở đây có một cái không gian 3.000m2 cho con cái nhà mình vui chơi. Đấy, và từ vị trí này đi đến các tiện ích giống như là chợ dân sinh là ngay đầu đường đã có sẵn rồi nha quý cô chú anh chị, và trường học liên cấp mầm non cấp 1, cấp 2 là cách cái lô đất này khoảng 200m thôi nha quý cô chú anh chị. Pháp lý của lô đất này là đã có sổ hồng sẵn rồi, cô chú anh chị mua là sẽ đặt cọc và đi sang tên công chứng tại phòng công chứng ngay thôi. Và lô đất này thì theo em Thọ đánh giá là lô cực kỳ đẹp và giá rẻ cô chú anh chị nhé. Từ vị trí này mình lên trung tâm hành chính tỉnh chỉ có 1,7 km thôi, tiện ích nó cũng không thua kém gì khu vực trung tâm đâu nha quý cô chú anh chị. Và Cát Tường Phú Hưng là một trong những cái đại đô thị mà lượng dân về khá là đều và khá là nhanh nha quý cô chú anh chị. Chỉ trong vòng khoảng 2 năm kể từ lúc được phép xây dựng nha quý cô chú anh chị, mà một đại đô thị 92,7 hecta mà dân cư bây giờ tập trung cũng khá là nhiều rồi. À, khu vực này là nhu cầu thực và giá trị thực nha quý cô chú anh chị. Vị trí của chúng ta thì nằm đối diện với cái khu công nghiệp Đồng Xoài 3. Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 thì hiện tại người ta xây dựng khá là mạnh, cho nên là cái nhu cầu về nhà ở của anh chị công nhân cũng như là chuyên gia bên các khu công nghiệp trong khu Cát Tường Phú Hưng là đang rất là nhiều. Còn nếu cái lô đất này anh chị khách hàng nào mua đầu tư thì với cái mức giá là 2 tỷ mốt cho một cái lô đất góc 8m57 như vậy thì em Thọ đánh giá là cái giá sau này cái dư địa tăng giá của nó đang cực kỳ cao. Lô góc mà giá 14 triệu một mét vuông thì nó không có cao đâu nha quý cô chú anh chị. Thực tế mà nói mà 14 triệu thì cái câu chuyện mà những cái lô góc mà khoảng 20 đến 30 triệu một mét vuông là xuất hiện cũng nhiều lắm rồi cô chú anh chị ạ. Hay lô thường thì có thể cái bước nhảy giá nó chậm hơn, nhưng mà lô góc lúc nào nó cũng có bước nhảy giá cao hơn, tốt hơn nha quý cô chú anh chị. Và đặc biệt là pháp lý của chúng ta rất là minh bạch rồi. Còn sau này nếu khu này đông, cô chú anh chị có thể nghiên cứu cái lô đất này để mình có thể xây những quán cà phê nhỏ hoặc là xây văn phòng để mình kinh doanh. Tại thời đại bây giờ là thời đại 4.0 đấy cô chú anh chị, thì hạ tầng khu đô thị đẹp như vậy thì khách hàng người ta đến cái trụ sở văn phòng, trụ sở công ty của mình cũng rất là dễ tìm nhà quý cô chú anh chị. Cho nên là mình làm công ty ở đây, mình có không gian để xe cho nhân viên, cho khách hàng, mình có không gian để mình
nhập và xuất hàng vào, xuất hàng ra nha quý cô chú anh chị. Thì vị trí này em Thọ đánh giá tiềm năng trong tương lai cực kỳ tốt nha quý cô chú anh chị. Còn nếu mà hiện hữu thì lô đất này mua về cất căn biệt thự mini lên thì quá là đẹp luôn, quá xuất sắc cô chú anh chị ạ. Thì cô chú anh chị đang xem video này của em Thọ mà muốn mua lô đất này để về mình xây nhà, hoặc là mua lô đất này để về mình đầu tư, thì cứ gọi về cho em Thọ qua số điện thoại em để trên màn hình là 0983 023 974, thì em Thọ sẽ cung cấp cho cô chú anh chị đầy đủ thông tin cái lô đất này. Thì lô đất này diện tích ngang 8m57, sâu là 17,5m, tổng diện tích là 149,95m², gần 150m², và giá bán là 2 tỷ 100 triệu nha quý cô chú anh chị, tương đương với khoảng 14 triệu một m². Đấy, giá cực kỳ rẻ và hợp lý tại thời điểm hiện tại nha quý cô chú anh chị. Thì em Thọ xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã xem video này của em. Nếu cô chú anh chị thấy video của em Thọ hay và bổ ích thì hãy cho em Thọ một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha quý cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã xem video này của em. Chúc quý cô chú anh chị và gia đình sức khỏe và thịnh vượng, đầu tư tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.